một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy, tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa tàn tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ dần ngờ, nhớ vì tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào san dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em bơ ngỡ khoang tay ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, nên đôi tay không cầu như nước đời lạnh lùng, ý còn trong lòng tình nào mơ dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy buồn nét xuân say. Một mai em đi theo gió tha mây về ngàn, xin hư không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mà không còn có nhau. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đâu phụ nhau thêm nữa. Xin chúc mừng Lệ Ngọc với ca khúc Một Mai Em Đi. Em đẹp, em hát hay như vậy mà trong cái câu chuyện tình yêu nó khắc khoải, nó da diết. Anh nghĩ là anh nào mà bỏ em đi, anh nói là dại đó. Quá đẹp như vậy. Và có thể thấy là chị Thanh Hà đã đứng vậy vỗ tay cổ vũ cho em. Thôi thì nhân cái câu chuyện chị vỗ tay, Nguyên Khang xin phép mời chị nhận xét trước cho cái phần thể hiện này. Xin mời chị. Lê Ngọc, em rất xinh, em hát rất hay. Cái điều mà chị thích nhất ở em đó, cái nốt trầm của em đầy. Khi em lên cao nó không có quá làm cho mình chói tai. Và cái hay nhất của em nữa là cái tình cảm trong cái ca khúc này nó vừa đủ. Em không khóc. Những cái thổn thức của em chị ngấm và chị rất là thích. Em hát rất hay. Em cảm ơn chị ạ. Xin được mời danh ca Ý Lan. Một màn trình diễn đầu tiên bước ra sân khấu, một đóa hoa tuyệt đẹp, trang phục cho đến nhan sắc của Lệ Ngọc đã làm cho chắc có lẽ là phải chiến thắng hơn một nửa cái phần số điểm của Lệ Ngọc ngày hôm nay rồi. Rồi lại còn cộng thêm một giọng hát giống như là Thanh Hà đã nói. Chị Ý Lan nghĩ rằng là trong cái cách hát của Lệ Ngọc nó có sự tiết chế rất là vừa phải, rất là đẹp. Tuy nhiên có những cái nốt thấp đôi ba chữ mà chị Ý Lan nghe không được rõ lắm. Khi mà hát, người giám khảo ngồi dưới này để nghe thì có thể cũng vẫn nghe được những cái chữ đó nhưng không được rõ lắm thôi. Đó, thành thử ra với cái chiếc áo ngày hôm nay, với cái vóc dáng và với tất cả cái sự trình diễn của em thì đã chiến thắng được tất cả những tình cảm của Ý Lan gửi về cho em. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn chị. Em đồng ý những gì chị nói, nhưng tuy và cái nốt trầm của em này á, thì tại sao là em lại nghe rất rõ. Và em thấy cái nốt trầm của Lệ Ngọc rất là hay. Tuy nhiên những cái nốt cao của em á, em đừng có đưa cái mic ra xa quá. Nó vẫn rất hay đối với chị, nhưng mà chị muốn nó hoàn hảo hơn một tí thôi. Nhưng nốt trầm của em rất đẹp, chị nghe rất rõ. Em cảm ơn ạ. Riêng tôi thì tôi thấy những nốt thấp của Lệ Ngọc rất tốt, bởi vì chẳng những nốt đầy mà cái yếu tố là nó tạo dáng được những cái nốt thấp đó, bởi vì nó có những cái góc cạnh sắc và rất khó để mà hát những cái nốt thấp vừa tròn vừa đúng nốt mà lại có cái góc cạnh. Thế nhưng đến những cái nốt cao kéo ra cô nàng sợ là cái âm thanh nó lớn quá, lúc đó âm thanh của Lệ Ngọc không thoát ra mà bạn cố giữ lại trong cuống họng. Bởi vì đó mà tại sao mà khi bạn đưa mic hơi xa giống như là Phương Thanh á, thì mình không nghe gì cả, tại vì bạn giữ lại hết rồi. Thế lần sau mà hát lớn như thế, nếu muốn để mic xa hãy để cho hát thoát ra, đừng có giữ lại ở trong cuống họng nữa, đưa nó thoát ra trên cái hốc mũi. Ngoài ra đó là bạn có một cái giọng hát dồi dào cảm xúc, rất là truyền cảm. Và cái bài hát vừa rồi tôi thích ở một điểm là Lệ Ngọc hát như là mình nói chuyện, và khi mà mình càng thoải mái bao nhiêu, thả cái tâm hồn và cả trái tim mình vào cái bài hát thì rất dễ hay. Và đây là một trường hợp điển hình. Xin cảm ơn và xin chúc mừng. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Cá nhân của anh thì anh muốn hỏi cái cảm xúc của em là khi hát cái bài này mình có trải qua câu chuyện giống như cô gái trong cái ca khúc Một Mai Em Đi không? Em năm nay 29 tuổi, có lẽ là nói mà chưa có cuộc tình nào thì là nói sai rồi. Rồi góp nhặt những cái cảm xúc của những cuộc tình đã qua nên em thả hồn mình khi mình hát ca khúc này ạ. Vâng, có thể là lấy những cái gì mà mình đã trải nghiệm để hóa thân mình thành cô gái trong ca khúc này đúng không ạ? Và bây giờ chắc chắn là Lệ Ngọc sẽ mong chờ nhất đó là cái số điểm của các vị giám khảo cũng như là 100 khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, đêm nay là đêm không loại nhưng chúng tôi vẫn tính số điểm của các thí sinh. Và số điểm của khán giả có mặt tại trường quay ngay bây giờ sẽ dành cho thí sinh Lệ Ngọc như thế nào? Chúng tôi xin dành 15 giây dành cho khán giả bình chọn. Bắt đầu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ba vị giám khảo dành cho thí sinh Lệ Ngọc. Đầu tiên chúng tôi xin mời số điểm của danh ca Ý Lan. Như Ý Lan đã nói rằng là Ý Lan rất hài lòng và được khắc phục bởi cái sự trình diễn vừa rồi của Lệ Ngọc, cho nên Ý Lan xin gửi cho Lệ Ngọc số điểm là 10. 10 điểm. Xin cảm ơn chị ạ. Một con số điểm tuyệt đối ở phần xuất hiện đầu tiên của thí sinh đầu tiên. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Mặc dầu đây là lần đầu được nghe Lệ Ngọc hát, cái trực giác của tôi cho tôi biết rằng là bạn có nhiều tiềm năng và bạn sẽ tỏa sáng. Tôi xin gửi bạn 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn. Và xin mời danh ca Thanh Hà. Chưa hết một bài hát, nửa bài là chị đã đứng lên và chị đã hát cùng với em ca khúc này. Thì đây đã nói lên tất cả. Em xứng đáng 10. 10 điểm. Xin chúc mừng bạn. Như vậy cho đến thời điểm hiện giờ thì tổng điểm tạm thời của bạn với số điểm của ban giám khảo là 29 điểm. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi số điểm của khán giả, 100 khán giả có mặt tại trường quay dành cho Lệ Ngọc sau phần cuối của chương trình. Một lần nữa xin hãy dành một tràng tay để chúc mừng Lệ Ngọc. Cảm ơn em. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bản tình ca vô cùng da diết ngọt ngào của thí sinh đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh thứ hai. Đây là một thí sinh mà chúng tôi gọi là nặng ký. Nặng ký về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi vì sao? Trước đây thì thí sinh này của chúng ta là một người có thể nói là khá là đô con. Bạn đã từng đạt được vị trí top 3 của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Bằng một sự nỗ lực hết sức mình, bạn đã tìm thấy được vóc dáng thon gọn của mình hơn so với lúc trước. Và ngày hôm nay bạn sẽ xuất hiện trên sân khấu với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính, ca khúc Tình Yêu Đến Trong Giã Từ. Và với ca khúc này, hãy cùng chào đón trên sân khấu phần biểu diễn của thí sinh Ngọc Khánh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Khánh, mình là Á quân của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân 2016. Và mọi người cũng đừng có nghĩ rằng mình xuất thân từ một chương trình nhảy nhót mà lại không biết hát, nhưng mà mình hát cũng rất là ok đấy. Cái khó khăn nhất khi mà hát các thể loại trữ tình cũng như là tình ca đó chính là cái cảm xúc cũng như là cái tiết chế trong cái giọng hát của mình. Đối với những ca khúc tình ca cũng như trữ tình thì nó cần một sự trải nghiệm rất là nhiều trong cuộc sống. Cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình thì cũng rất là nhiều, nhưng mà khi mà áp dụng vào các bài hát của tình ca này nó rất là xưa và nó cần nhiều hơn nữa. Mình muốn đem lại một làn gió mới đến cho các ca khúc trữ tình cũng như tình ca của Việt Nam, đến gần hơn với các bạn trẻ. giờ mai trên đường phố vắng đêm khuya, buồn vẫn rơi mãi cho lòng thương như khôn nguôi. Thôi nghe em hơi xinh đừng tin nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng xây dựng cuộc tình sao sương chia phôi. Sương tuyết sao nơi chuông vui gì vắng đời người, tình yêu đến trong dạ từ. Em hãy xin hãy quên lấy cay đắng tình đời, em hãy xin hãy quên lấy giây phút tuyệt vời. Em hãy xin hãy quên lấy cay đắng tình đời, hãy quên đi, hãy quên đi. Theo với năm tháng của tình cũng sẽ phải đi, trốn dấu ký ức khi tình yêu sẽ phân ly. Thôi nhé em hơi xinh đừng tin nuối làm gì, tình yêu đến trong giã từ. Cuộc tình cũng sẽ phải đi, trốn dấu ký ức khi tình yêu sẽ phân ly. Thôi nhé em hơi xinh đừng tin nuối làm gì, tình yêu đến trong giã từ. Thôi nhé em hơi xinh đừng tin nuối làm gì, tình yêu đến trong giã từ. Xin chúc mừng Ngọc Khánh. Xin cảm ơn hai vũ công Kim Anh và Công Anh. Cảm ơn hai bạn. Nguyễn Khánh xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Hôm nay tâm lý thi cử số đầu tiên có vẻ hơi căng thẳng phải không em? Thấy có phần hơi vấp vấp một chút. Sao vậy? Rung hay là thấy cô kia ôm anh kia rồi mình không tập trung được? Dạ thì cũng tại vì một phần là em là số thân từ chương trình nhảy múa, cái thể loại này nó cũng khó đối với em à. Dạ. Vâng, cái thể loại này thì thật sự là nó cũng hơi khó đối với bạn. Bây giờ đây thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan, mời chị. Ngọc Khánh, như là em đã nói rằng là em xuất thân là một vũ công, cho nên vấn đề ca hát của em thì em lại không chuyên môn. Đó là lý do mà em có những cái vấp ngã trong khi em trình diễn với cái giọng hát của em. Thì cô Ý Lan nhìn thấy Ngọc Khánh hát bài hát này có những cái phát âm. Nếu mà Ngọc Khánh còn tiếp tục để mà muốn trở thành một người ca sĩ mà vẫn vận dụng được phần nhảy múa của mình đó, thì em cần phải trau dồi thêm về vấn đề phát âm. Rồi chẳng hạn như trong cái bài hát em có những cái chữ gọi là giây phút đó, thì em lại hát thành là giây phút. Chẳng hạn như chữ xin thì em lại hát là sinh. Đó, tất cả những cái điều đó là em cần phải để ý hơn để cho nó hoàn hảo, nó tròn cái chữ hát của mình. Có lẽ là tại vì khi em hát em để ý đến vấn đề nhảy múa của mình, thành thử ra em hát bị chênh phô khá nhiều, cho nên em phải để ý hơn về vấn đề hát cho nó chuẩn. Cảm ơn em cho phần trình diễn vừa qua. Xin được mời anh Đức Huy, xin mời anh. Tôi khuyên bạn mình hãy tập trung vào cái vấn đề hát đi. Mình quên cái vấn đề là một vũ công biết hát đi. Nếu mà bạn cảm thấy là hứng thú quá đó thì phải kiểm soát cái cảm xúc của mình. Bởi vì nếu không, thứ nhất là mình kéo ban nhạc đi. cái tempo nó đi nhanh hơn. Thứ hai nữa là cái giọng của mình thường thường bị cao quá, bị chênh lên cao. Rồi sau đó đó, giống như một người lái xe mà ngủ gật đó, mình tỉnh lại thì mình điều chỉnh, nhưng mà mình lại điều chỉnh lố. Thành ra qua đến A3 thì bạn lại bị rớt, nó thấp dưới. Thành ra phải chỉnh lại nhé. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời danh ca Thanh Hà. Nhắc cho em một điều là em muốn làm ca sĩ, ba yếu tố quan trọng nhất mà em phải nhớ: nhịp phải chắc. Điều thứ hai, cái nốt của mình hát phải chuẩn, chuẩn mà không cần chỉnh đó. Và điều thứ ba nữa, cảm xúc khi mình đặt vào đó cũng phải đúng chỗ nữa. Và vì em là một vũ công, mà cái ngạc nhiên của chị là vũ công cái nhịp phải chắc lắm, mà em thì lại bị lơi nhịp. Giọng của em là em có giọng hát, nhưng mà vì em không phải là người hát chuyên nghiệp. Thế như vậy cũng đã hay lắm rồi, đúng không? Chị làm cho tốt hơn thôi nhá. Xin cảm ơn lời động viên của danh ca Thanh Hà. Sẽ cùng xem số điểm của ban giám khảo dành cho Ngọc Khánh. Đầu tiên chúng tôi xin mời số điểm của danh ca Thanh Hà. Mời chị. Khánh, nhìn chị nè, đừng có khóc, không có điều gì phải khóc hết. À, vui, em vui, em khóc vui. Là vui dạ, hả? Vui, dạ. Chị gửi đến Khánh 9 điểm nha. Dạ, 9 điểm dành cho Ngọc Khánh. Không được khóc, Nam Nhi chỉ đổ máu chứ không đổ lệ em ha. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi mong rằng Ngọc Khánh sẽ cố gắng hơn. Gửi Ngọc Khánh 8 điểm. 8 điểm. Xin mời danh ca Ý Lan. Trông Khánh mà cô đứt ruột kìa. Thôi cưng ơi, thế này nè, cô nghĩ là đúng đó, là bây giờ mình mới bắt đầu thôi. Những cái cảm xúc này sẽ đưa cho Khánh đến những cái nơi chốn mà Khánh sẽ làm được những điều mà toại nguyện hơn cho chính mình, hay hơn, thăng hoa hơn. Cô xin gửi Khánh 8.5. 8.5. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Khánh sẽ chờ số điểm của khán giả dành cho bạn ở phần cuối chương trình nha. Cố gắng lên em. Đập tay một cái nè. Dạ, cảm ơn em. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca năm 2017. Đây là một phiên bản dành cho những thí sinh của chúng ta, đặc biệt là vòng đầu tiên đó là chào sân, để giới thiệu cho quý vị khán giả biết mình là ai. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thí sinh. Xuất phát điểm của thí sinh này thì có hoàn cảnh không mấy có điều kiện, thế nhưng mà bạn ấy có một cái ước mơ là ca hát và luôn cố gắng nỗ lực mình, rèn luyện mình. Và bạn cũng đạt được những thành tựu nho nhỏ đối với cá nhân của bạn, đó là đã lọt vào top 5 của chương trình Solo cùng Bolero. Và ngày hôm nay bạn sẽ mang đến một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc Đoạn Tái Bút. Và với ca khúc này, hãy cùng chào đón trên sân khấu phần biểu diễn của thí sinh Công Toại. Con đường tôi đến với niềm đam mê âm nhạc của mình không trải hoa hồng và không hề bằng phẳng. Tôi chưa bao giờ quyết định bỏ cuộc, và càng không bao giờ cho phép mình dừng lại. Bởi vì âm nhạc đang sâu vào trong máu và tim tôi. Dẫu biết rằng cuộc sống còn lắm gian truân, và con đường đến với ước mơ luôn là những chặng đường đầy thử thách. Tôi đến với Người Hát Tình Ca là muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn, biết đến một Công Toại với một chất giọng rất riêng biệt và đầy nội lực. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai. Xa rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác trọ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bối xóa mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm, cùng chi đầy đọa thêm tình nhân ơi, trừ xin giá nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, riêng ai chẳng vai, lời nào không chút chài, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, nhưng tiếc mảnh thơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chút chài, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, nhưng tiếc mảnh tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em, nhưng mảnh tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Xin chúc mừng Công Toại. Trước khi đến với phần nhận xét của ban giám khảo, chúng tôi xin mời ba vị giám khảo cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay. Chúng ta sẽ dành số điểm cho thí sinh thứ ba, Công Toại. 15 giây bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn khán giả. Công Toại thân mến, thì Toại có thể chia sẻ một chút cho chúng tôi biết là bạn đã đến với niềm đam mê này như thế nào được không? Vâng, đầu tiên cho phép Công Toại xin được kính chào quý vị giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Vâng, và để trả lời câu hỏi của anh Nguyên Khang thì em xin kể một đôi chút chuyện có duyên với cái nghề ca hát và cũng như là theo đuổi đam mê của mình. Trước đây thì Công Toại đi học rồi mê hát quá, rồi mới bỏ học đi bán kẹo kéo để được hát nhiều hơn. Rồi sau đó thì có duyên đến với cuộc thi Solo cùng Bolero. Toại cũng may mắn được vào được top 5 và từ đó đến giờ thì Toại đã cố gắng rèn luyện để hát thật tốt để phục vụ cho khán giả. Và cũng may mắn được khán giả yêu thương thì thời gian gần đây Toại đã không còn đi bán nữa và được đi hát rất là nhiều. Như vậy là đã không còn đi bán kẹo kéo nữa và chuyển sang với đam mê chính là âm nhạc. Bây giờ chúng tôi xin phép mời nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh sẽ nhận xét trước cho tiết mục vừa rồi. Trước hết thì tôi phải khen ngợi cái sự nỗ lực của bạn. Và cái đặc biệt của Công Toại mà tôi thích là gì? Bạn hát không ngân. Cái hơi bạn hát cuối, bạn hát thẳng như này, cái đó rất khó. Thêm một điều nữa là Bolero là một cái loại nhạc mà cái tempo nó rất chậm. Và tin tôi đi, cái nhạc càng chậm thì hát càng khó. Bạn làm được hai điều đó. Và cái đóng chữ của bạn khéo lắm. Nó không ngắn quá mà nó cũng không dài quá. Bạn đã cho riêng tôi và tất cả khán giả cũng như là Ý Lan và Thanh Hà ở đây được nghe một nhạc phẩm hát lên với cái niềm đam mê cho âm nhạc và cho cuộc sống thăng hoa. Cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời danh ca Thanh Hà. Em hát uyển chuyển, nhịp nhàng, nghe nó rất là thoải mái. Thường thường những người mà hát Bolero mà chị biết á, những cái câu mà em hát á, em không khóc. Nhưng mà nghe cái thổn thức qua cái nhịp nhàng và cái điều em khóc nó rất là nhẹ nhàng mà chị có thể cảm nhận được. Và chị mừng là ngày hôm nay em không bán kẹo kéo nữa mà em hát, coi như đó là một cái nghề em vừa làm việc em yêu thích mà lại được kiếm sống để nuôi chính bản thân em và lo cho những người em thân thương. tiếp tục hát như vậy đi em. Hát với cái niềm đam mê lúc nào cũng chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Và đầu tiên là chạm đến trái tim của chị này. Cảm ơn em. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Xin được mời danh ca Ý Lan. Hôm nay cô gặp lại, nhìn lại hình ảnh của Công Toại trên sân khấu, cô nhiều xúc cảm. Có lẽ còn hơn cả cái xúc cảm của những lần đầu mà cô nhìn thấy con ở trên Bolero. Con hát với tất cả những cái đam mê và những kỹ thuật mà cô đã nhìn thấy khác hẳn với lại những gì mà cô đã nhìn và nghe trong chương trình Bolero vừa qua. Cô khen ngợi con hoàn toàn với tất cả tình thương mà cô dành cho con. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái số điểm của ban giám khảo dành cho Công Toại như thế nào. Đầu tiên chúng tôi xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích phần trình diễn của Công Toại vừa rồi. Tôi gửi Công Toại 9,5 điểm. 9,5. Danh ca Thanh Hà xin mời. 10 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời danh ca Ý Lan. Cô không phải vì đã từng yêu mến tiếng hát của con mà phải cho con một cái số điểm mà lớn đâu. Tuy nhiên tối hôm nay thật sự ra là con đã vượt qua được tất cả những cái điều mà cô cho là con đã có những cái lỗi lầm trong sự ca hát của con từ lúc trước. Và hôm nay con đã hoàn hảo cho cái phần trình diễn của con, cho nên cô tặng con số 10 nhé. Xin chúc mừng bạn 10 điểm. Và cho đến thời điểm hiện giờ thì tổng điểm tạm thời của bạn là 29,5 điểm. Một con số rất tốt nha. Cảm ơn, chúc mừng bạn. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Công Toại rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng trai đầy màu sắc và vui tươi trên sân khấu này. Và đây cũng chính là chàng trai đã đạt được Á quân của chương trình Học viện Ngôi Sao. Chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Kiếp Nghèo. Và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần thể hiện của thí sinh Khắc Minh. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Người Hát Tình Ca. Năm nay mình rất là vui khi tham gia phiên bản nghệ sĩ của chương trình này. Và mình tham gia mùa năm nay là muốn thử sức mình với dòng nhạc trữ tình Bolero. Bởi vì cái sở trường của mình là dòng nhạc trẻ. Và một thế mạnh khác của mình đó là diễn xuất. Như mình cũng đã biết thì nhạc trẻ với nhạc trữ tình Bolero thì nó khác hẳn nhau. Thật sự thì cái kỹ thuật mà để ứng dụng vào Bolero như trữ tình thì nó khó hơn rất là nhiều so với nhạc trẻ. Và khi mà hát dòng nhạc này thì chúng ta cần phải có một cái độ sâu, một chiều sâu nhất định để mình có thể hiểu được bài hát, để mình có thể cảm được bài hát và mình truyền tải nó đến khán giả. Đối với mình nhận lời tham gia năm nay, đó giống như là một cái thử thách bản thân mình. Và mình muốn là sau khi tham gia cuộc thi này, mình sẽ được khán giả nhìn nhận với một cái khách quan hơn là một nghệ sĩ có thể hát được nhiều dòng nhạc và có thể diễn xuất nữa. Rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tới. Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội quá muôn lối quanh. Gặp gành đường đi tối tăm, ngập ngừng dừng bên mái tranh. Nghe trẻ thơ thức giấc buổi nguội, êm tiếng hát ngân nga. Ôi lời mẹ hiền ru thiết tha, không gian tím ngắt bao la. Như thương đường về quá xa, mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương không yêu đương, thương cho kiếp sống tha hương. Thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thấu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai, mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. cho đời con một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Xin chúc mừng Khắc Minh và cũng xin được cảm ơn các vũ công. Hot boy có khác đúng không quý vị? Bước ra các em dưới 18, 19 tuổi các em còn độc thân hú hét quá trời luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của khán giả. Có 100 khán giả tại trường quay dành cho Khắc Minh. Thời gian 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, kể về câu chuyện của cái sự nghèo khó và một cái sự chuyện tình ở trong ca khúc này. Và thật sự là qua phần thể hiện của Khắc Minh với phần thể hiện của Vũ Đoa, chắc hẳn là ba vị giám khảo cũng sẽ có những cái lời nhận xét. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy, xin mời anh sẽ đưa ra phần nhận xét cho Khắc Minh. Tôi thích cái giọng hát của bạn, giọng hát truyền cảm đấy, có nhấn nhá, giọng hát thông minh. Thế nhưng mà tôi chưa thấy cái day dứt, cái cảm xúc của cái bài hát. Vậy thì tôi khuyên là sử dụng cái ưu điểm của mình. Ngoại hình rất tốt, bảnh trai, hot boy, chọn một bài nào nó bớt nghèo đi. Xin chúc mừng bạn một màn diễn trọn vẹn. Cảm ơn anh Huy. Xin mời danh ca Thanh Hà, mời chị. Cái giọng hát của em mượt mà. Chị thích nhất là những cái lần em hát cái đoạn B đó, những cái lúc em lên cao, sáng và vút và rất là đẹp. Và chị mừng là em kết thúc bằng cái đoạn B, tức là em lặp đi lặp lại. Và mỗi một lần em hát có khác đi. Và nhất là chị thích nhất là mỗi lần cái cuối câu á, em hãy đẩy cái giọng em lên rất là tốt. Nhưng mà đoạn A thì vẫn chưa khắc phục được chị, vẫn chưa lấy cảm tình của chị. Chị vẫn chưa thấy cái sự nghèo khốn khó trong đó. Mà nhìn chung hết á, là em đẹp trai, em diễn tốt và nhịp nhàng em tốt. Khen cho tiết mục của em. Cảm ơn chị Thanh Hà. Em xin phép mời chị Ý Lan. Để nói qua về cái bài hát và phần trình diễn của Khắc Minh, thì bài hát này là một bài hát gọi là quá quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta qua nhiều thế hệ. Thành thử ra lời của bài hát ai cũng thuộc hết ạ. Mình mà hát mà có một cái trục trặc gì là mọi người sẽ để ý và sẽ biết ngay mình có vấp ngã. Đó, thì em để ý về cái vấn đề đó. Chị nghĩ rằng là cái bài hát này đó, nó là một bài rất là nghèo và buồn. Vâng. Cho nên khi mà người ca sĩ hát là cần phải diễn tả được cái thực chất của bài hát. Nếu mà em ăn mặc một cái kiểu ăn mặc rất là đơn giản hơn, nhưng mà cái cách thức của em hát mà em đưa cho cái quả tim của em và tất cả những cảm xúc của em vào trong bài hát này, chắc chắn, và cộng thêm là bởi vì em quá đẹp trai nữa, cho nên cái điều này nó sẽ làm cho bài hát động lòng cái người xem nhiều hơn. Chị thật sự ra khen em trong cái tiếng hát của em trong bài hát này. Có những nốt thấp của em, chẳng hạn như đường về, cái chữ đường em bỏ xuống một cái là hốt hồn của Ý Lan rồi. Nó rất là đầy đặn và rất là hay. Cảm ơn em trong cái phần trình diễn vừa qua. Em muốn nói gì chia sẻ đi. Trước tiên cho em xin chào ba vị giám khảo đáng kính và tất cả quý vị có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Thực ra thì bài hát này nó hơi mâu thuẫn chút xíu. Thì như ba vị cũng nói là bài hát này nó tango, nó rất là sang. Và nếu mà em có thể là em sẽ mặc những cái bộ đồ rất là nghèo mà em diễn với một cái rất là nghèo thì nó lại rất nó mâu thuẫn, nó lại nó không có ăn nhập với cái bài. Mình thì mình đang nói về nó là cái nội dung của cái bài hát, một cái khía cạnh khác. Đây là một bài tango, nó sang, cho nên em cũng đang cố gắng là em đem một cái tiết mục biểu diễn và em đang muốn là mọi người vừa xem vừa nghe, và em hy vọng là mọi người thích cái điều đó. Đúng rồi, chị đồng ý. Anh cũng thấy đó là một lời lý giải khá hợp lý. Mà hồi nãy thì em nghe thì em còn nghĩ thêm, trong lúc mà anh Huy nhận xét thì em còn nghĩ thêm một câu chuyện là Trước đây anh này cũng rất là nghèo, nhưng sau chương trình Xóa Đói Giảm Nghèo anh thoát nghèo hẳn, bây giờ anh sang anh kể lại câu chuyện đó cũng được mà, đúng không anh Huy? Một cái khía cạnh khác nha. Kiếp nghèo đâu có nhất thiết là phải nghèo mới kể câu chuyện đó. Đó là lý do mà hôm nay em hiểu. Khó lắm, mình phải chiều tất cả mọi người. Nhưng mà em nghĩ mình nhìn chung chung mình phải làm sao mà nói chung là một màn diễn tốt. Đúng rồi, tốt, em đẹp em có quyền. Rồi nói chung là 9 người 10 ý. Đúng với rồi. Ca khúc này thì thật là khó để làm hài lòng với tất cả mọi người. Đẹp quá cũng không được, mà nghèo quá thì cũng không nên. Cho nên là thôi cứ chọn cái giải pháp là vừa vừa. Dạ thôi thì anh cũng chúc mừng em đã hoàn thành cái phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem số điểm của ban giám khảo dành cho ca khúc mà tốn nhiều cái sự tranh luận đến như thế này. Bây giờ chúng tôi xin mời số điểm của danh ca Thanh Hà. Mời chị. Đúng ra là chị gửi em 10 điểm. Nhưng vì có một cái chỗ đó em đã phát âm sai, và có một câu em đã hát lặp lại 2 lần mà cái lời đó em hơi sai, cho nên chị trừ em chấm 50 còn 9 điểm rưỡi. Anh Huy anh giật mình luôn á, chỉ vì cái sự đẹp trai thôi mà số điểm nó cao khủng khiếp thưa quý vị. Anh cũng đẹp mà. Dạ bây giờ chúng ta coi người phụ nữ khác sẽ chấm điểm như thế nào. Để xin mời danh ca Ý Lan. Chị Ý Lan gửi em 9 điểm. 9 điểm rồi. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Xin gửi Khắc Minh 8.5 điểm. 8.5 điểm. Vâng. Xin được cảm ơn Khắc Minh rất là nhiều. Cảm ơn bà. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca năm 2017. Có thể thấy là mỗi một thí sinh trên sân khấu của chúng ta đều có một cái phong cách âm nhạc cũng như là một cái cách thể hiện rất là khác nhau. Và ngay giờ chúng ta sẽ cùng đến tiếp tục với vòng chào sân của một thí sinh đã đạt được quán quân của chương trình Tôi Là Người Chiến Thắng. Đây là một thí sinh có giọng hát trong trẻo, nhưng mà cái cá tính và ngoại hình thì cũng khá là mạnh mẽ. Ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Để Gió Cuốn Đi. Hãy cùng chào đón trên sân khấu thí sinh Lan Anh. Xin chào quý vị khán giả, mình là Lan Anh và mình rất vui được nhận lời tham gia chương trình Người Hát Tình Ca mùa 2. Như các bạn đã biết thì Lan Anh có sở trường là nhạc trẻ, đặc biệt là nhạc tiếng Anh, cho nên là việc tham gia Người Hát Tình Ca mùa 2 này thực sự là một áp lực rất là lớn với mình. Với cái quan điểm từ khi thi The Winner Is tới giờ là anh muốn mang lại những cái giá trị mới, giá trị hiện đại hơn cho những dòng nhạc dân tộc, thì Lan vẫn luôn luôn muốn là có thể đóng góp một cái phần nào đó trong chương trình này bằng cách là tự thử thách mình với dòng nhạc trữ tình, nhạc xưa, tuy nhiên là có thể thổi cái chất trẻ của mình vào đó. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên trời ơi, đẹp quá, dễ thương đúng không ạ? Nguyên Khang xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay sẽ chấm điểm cho tiết mục của thí sinh Lan Anh. Xin mời 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của giám khảo Ý Lan. Xin mời chị. Có những khi Lan Anh lên cái tiếng hát cao, vút lên rất là khỏe mạnh, nhưng mà rồi lại cái câu hát kế đó nó vẫn là bấy nhiêu đó nốt, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, nó cứ như thế 2-3 câu như vậy. Nhưng cái hay của Lan Anh làm cho cô cảm động vô cùng là mỗi một câu hát đó của Lan Anh đều nói lên một cái tâm trạng, một cái cảm xúc khác nhau. Nó không phải mỗi một cái câu hát như vậy đều hát to chứng tỏ là tôi hát khỏe, mà cái câu kế lại nhỏ bớt đi, rồi lại có cái sự nhấn nhá ở trong đó, làm cho cái tình cảm của bài hát nó dồi dào hơn nữa. Mà đặc biệt nữa là Lan Anh rất là tươi, rất là tươi, cho nên cô rất thích cái phần trình diễn của Lan Anh. Chúc mừng cưng. Dạ con cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Vâng, nhưng mà nói về mặc đồ mà để có thể rất là sexy, quyến rũ mà vẫn có thể hát được là không ai qua được chị Ý Lan với chị Thanh Hà. Cho nên là nếu mà em muốn học là những cái kiểu đồ như thế này mà đứng trên sân khấu, em hỏi chị Hà. Chị Hà là rất là quyến rũ khi mặc những cái kiểu đầm như thế này đúng không chị? Xin mời chị đưa ra nhận xét. Chị cảm ơn em. Yeah. Lan Anh ơi, chị Hà thấy em hôm nay hát, cái cột hơi của em hình như nó có vài chỗ nó đuối. Đặc biệt với cái ca khúc này đấy. Phần đầu thì có một cái đoạn em feel thì chị rất là thích. Nhưng mà đến phần sau thì là em lạc mất. Tức là khi cái câu feel của em không có cái sự tự tin trong đó. Nên nhạc một đường, nhạc vẫn làm rất là tốt, nhưng mà chỉ có em là em feel nó không có vào đâu cả. Và chị thấy là có một vài chỗ em hát hơi chênh, nhưng mà chị vẫn thích em hát giọng thật hơn. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Lan Anh sở hữu một cái giọng nghe là phải chú ý, bởi vì nó lạ lắm. Nếu mà có thể so sánh thì giữa một tiếng chim hót và một tiếng hát của thiên thần, mặc dù tôi chưa được bao giờ nghe gặp thiên thần thật, chỉ có một vấn đề là giống như một người trong phim siêu nhân đó, có cái lực, có cái vũ khí nhưng mà chưa sử dụng được, chưa biết cách nào để sử dụng. Thế thành ra cái câu đầu tiên mà để gió cuốn đi lên rất đẹp, mọi người vỗ tay. Thế nhưng mà sang câu kế tiếp thì là hình như là bạn bị chia trí, bạn nói là tôi sẽ làm gì với những cái để gió cuốn đi còn đến 5-6 đoạn như thế. Thế bởi vì chia trí, phân tâm nghe theo tiếng nhạc mà để về sau Thanh Hà nói là đuối hơi, thay vì đẩy hết với cái cơ bụng thì lại như là gió, mà gió vừa thổi ra là đã bị tắt điện ngay. Tôi để ý đó là khi mà Lan Anh do dự đó, cái âm đánh nhẹ nó phải thoát ra thì lại giữ là vào cuống họng, phải đẩy nó ra thì tự nhiên là mình sẽ có, mình lấy lại cái sự tự tin. Rồi tôi mong rằng Lan Anh sẽ cố gắng hơn và sẽ cho tôi nghe những bài hát thật hay hơn trong những số tới. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ thì chúng tôi xin mời số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Lan Anh. Xin mời danh ca Ý Lan. Cô Ý Lan gửi đến Lan Anh số điểm là 9. 9 điểm. Xin mời danh ca Thanh Hà. Chị Thanh Hà gửi cho em một cái số điểm để mà khuyến khích em. Và như anh Đức Huy nói là trở lại, em sẽ là một con chim họa mi hót thật hay với số điểm chị gửi em nhé. 9 điểm 50. Cảm ơn chị. Xin mời anh Đức Huy. Tôi gửi Lan Anh 8 điểm rưỡi. Dạ, 8 điểm. Như vậy là cái tuần sau là em phải làm hài lòng anh Đức Huy. Tại vì ảnh vốn dĩ ảnh chưa biết thiên thần như thế nào. Em phải làm sao cho giọng hát của em nó thật sự như đúng như thiên thần trong trí tưởng tượng của ảnh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý vị đã cùng theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Tiếp theo trên sân khấu chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái đến từ Kon Tum. Đây là thí sinh đã lọt vào top 4 của chương trình Solo cùng Bolero. Và với thí sinh này sẽ mang đến cho quý vị phần chào sân, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, ca khúc Có Nhớ Đêm Nào. Xin giới thiệu Ngọc Hương. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hương, mình đến từ mảnh đất Tây Nguyên xinh đẹp, đó là tỉnh Kon Tum. Mình cũng rất là vui khi được nhận lời mời của ban tổ chức của chương trình Người Hát Tình Ca mùa thứ 2. Khi đến với chương trình này thì mình cũng muốn thể hiện cái niềm đam mê của mình, đó là thể hiện những cái ca khúc, những bản tình ca. Khi đến với chương trình Người Hát Tình Ca mùa thứ 2 thì bản thân Ngọc Hương cũng muốn chinh phục niềm đam mê của mình, và qua đó thì cũng rất là mong muốn khán giả biết đến mình nhiều hơn, và cũng mong muốn đem những lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cho quý khán giả. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn số điểm của khán giả có mặt tại trường quay dành cho Ngọc Hương với ca khúc này. 15 giây dành cho khán giả, bắt đầu. Chúng ta vừa đến với phần bình chọn của khán giả dành cho Ngọc Hương, và bây giờ chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích cái màn trình diễn vừa rồi, nhộn nhịp, vui tươi. Và tôi thích cái cách nhấn nhá, cái ngắt chữ của em. Nếu mà bớt nhăn nhó tí xíu thì tốt hơn nhá. Phải thú thật mà nói là hồi này trí nhớ tôi không có tốt, thành ra tôi không có nhớ rõ là đêm nào, không nhớ là đêm thứ mấy. Thế nhưng mà bạn hát rất tốt. Anh có liên quan gì đến cô này hả? Không, bạn không, tại vì mình phải trả lời câu hỏi là anh ơi có nhớ đêm nào không, thì hồi này trí nhớ mình đi nghỉ hè rồi. Mình chẳng nhớ gì cả. Xin tha lỗi cho cái thiếu trí nhớ. Nhưng mà một màn diễn tôi còn nhớ rõ là đây là một màn diễn tốt. Thế là đủ rồi. Anh Huy, ảnh hình như là cứ ưu ái với người đẹp thí sinh hồi nãy, ảnh nhận xét nhiều lắm. Em bước ra ảnh nhận xét có vài dòng, xong ảnh nhường lại cho hai người còn lại. Bây giờ thì xin mời danh ca Thanh Hà, mời chị. Ngọc Hương, em có một cái nụ cười rất là tươi. Như anh Đức Huy nói là đây là một màn trình diễn mà chị thấy là sôi động. Vừa nghe em hát hay mà lại được xem, giải trí, tốt. Tuy nhiên một vài chỗ chị nhắc là cái thể điệu này đó, em cần phải nhấn nhá hơn nữa mỗi một lần em hát. Tại vì cứ có nhớ đêm nào rồi có nhớ đêm nào, mỗi một lần có nhớ đêm nào em phải hát hát cho chị. Và em chơi với cái nhịp thì là cái bài này của em nó sẽ hay hơn nữa. Cho phép anh làm cho họ em nhé. Dạ vâng ạ. Thay vì là có nhớ đêm nào lần thứ nhất thì lần thứ sau có thể là có nhớ đêm nào, hoặc là có nhớ đêm nào. Mỗi một cái nhấn mạnh nó tạo cho một cái cảm xúc khác. Thì mình nên áp dụng kiểu này. Thì chị nghĩ là cái phần trình diễn của em hôm nay nó còn tốt hơn nữa. Và em rất là tươi, chị thích bộ váy của em và sự trình diễn sống động. Cảm ơn chị. Đó, bây giờ giám khảo góp ý em làm thử luôn một đoạn cho giám khảo xem coi là cái có nhớ của em lần 1 với lần 2 nó khác nhau không. Em làm thử coi. Có nhớ đêm nào về chung với nhau nơi này. Rồi bây giờ lần 2 cũng cái câu đó. Có nhớ đêm nào. Được. Vậy đó. Cái khúc mà nhớ bay bay này nó phiêu phiêu giờ. Tiếp thu nhanh lắm. Thực sự đó em biết không, tài năng á, là rất là nhiều người có. Điều này chị và anh Đức Huy lúc nào cũng công nhận. Nhưng mà cái sự thông minh để mà xử lý một ca khúc là cái người tài năng cần phải có nhiều hơn nữa, để mà làm cái ca khúc này nó khác và nó thuộc quyền sở hữu của mình. Mỗi lần mình hát, góp ý với em như vậy thôi. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời giám ca Ý Lan. Cô rất là ngạc nhiên. Bên cạnh cái sự ngạc nhiên đó đã cho cô một câu trả lời rất là tốt đẹp trong cái phần trình diễn của Hương vừa rồi. Nóng bỏng vô cùng nhá. Rồi cái đặc biệt nữa là giọng hát của Hương trong bài hát này rất khỏe. Và nó định hình cho một cái dòng nhạc khác hẳn mà Hương đã làm thành công trong phần trình diễn vừa qua. Cô chúc mừng Hương rất là nhiều. Xin chúc mừng Ngọc Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của 3 vị giám khảo dành cho phần thi của Ngọc Hương. Đầu tiên chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh. Gửi Ngọc Hương 9 điểm. 9 điểm. Xin mời danh ca Ý Lan. 10. 10. Wow. Xin mời danh ca Thanh Hà. Chị đó là chị thích nụ cười của em nè, trang phục nè, bài hát nè. Nhưng mà chị cũng rất là công tâm. Cho nên tiết mục này chị gửi đến em 10 điểm. 10 điểm. Bây giờ trước khi rút vào, chào một cái như hoa hậu rồi bước vô coi. Cảm ơn em, bước vô. Dạ. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca 2017. Tiếp theo đây chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một giọng hát trầm ấm mà không lẫn với bất kỳ ai. Đây là chàng trai đã đoạt được Á quân cuộc thi Thần Tượng Bolero. Chàng trai này sẽ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân ca khúc Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình. Và hãy cùng chào đón Đình Phước đến từ Bình Phước. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Võ Đình Phước. Mình rất vui khi được nhận lời mời tham gia chương trình Người Hát Tình Ca. Phước quyết định tham gia chương trình này bởi vì dòng nhạc tình ca là dòng nhạc mà Đình Phước cảm thấy rất là thích từ xưa tới giờ rồi. Thì ngày hôm nay được một lần thể nghiệm trên sân khấu Người Hát Tình Ca khi bạn nghệ sĩ, thì Đình Phước rất là háo hức và chờ đợi để lên sân khấu. Và hy vọng là sau chương trình này, Đình Phước sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để trình diễn những ca khúc tình ca đến với khán giả và chinh phục trái tim của khán giả nhiều hơn. Người thì còn trắng áo lần sau cuối trên ly bôi, uống đi em sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng phối vai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cũng phối phai, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc. Người ta bỏ đi rồi mà chỉ đứng, chị thôi em về với đội của anh đi. Dạ, yeah, cảm ơn em. Xin mời Đình Phước, đến từ Bình Phước ra đây. Cái tên của bạn này đó mà có cả xuất xứ luôn. Em thấy nó có duyên, dễ thương. Đình Phước, đến từ Bình Phước. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi xin dành 15 giây dành cho khán giả của chúng ta để cho chúng tôi biết cái ý kiến của quý vị. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả có mặt tại trường quay. Không biết là ba vị đang ngồi đây thì khi mà thấy phần biểu diễn của Đình Phước thì có thấy nó có một cái nét gì rất là giống giọng hát cũng như là cái ánh mắt rất là giống một nam ca sĩ hải ngoại mà Nguyên Khang đã từng theo dõi thì thấy rất là giống, đúng không ạ? Và bây giờ Nguyên Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời chị Thanh Hà nhận xét trước. Mời chị. Đình Phước ơi, chị không quan tâm là em hát giống một người nào và như thế nào, chị không quan tâm. Chị thấy rằng em thể hiện ca khúc này thật là trọn vẹn. Thứ nhất, từ cảm xúc mềm mại vừa phải, nức nở có nhưng mà nó không có gọi là khóc cái kiểu kêu gào. Chị lại thích cái kiểu đó của em. Và em hát nốt cao cũng tốt, nốt thấp cũng tốt. Em hát giỏi lắm. Chị rất thích. Cảm ơn chị. Vậy xong rồi hả chị? Đủ rồi, trọn vẹn luôn. Hầu như là chỉ toàn lời khen thôi anh Huy, không có một cái điểm nhược điểm nào cả. Tôi không đồng ý Thanh Hà. Dạ, dạ. Anh vô đi, anh mời anh. Dạ. Tôi nghĩ là Đình Phước từ Bình Phước hơi nức nở nhiều. Cái bài này có đến không khoảng đến, nếu mà tôi nhớ không lầm, trên dưới 10 lần bạn nức nở. Tôi đề nghị là bớt đi thì nó sẽ gây sự chú ý hơn. Bởi vì bạn càng thêm vào những cái đó thì lại càng nhắc nhở đến một cái giọng hát mà bạn bị ảnh hưởng. Ngay cả cái phong cách trình diễn cũng thế. Và tôi mong rằng bạn sẽ biết cái gì ưu điểm của mình và khai thác cái đó, sáng tỏa trên chính những cái gì là của mình. Xin cảm ơn. Em thì em nghĩ như vậy. Em nghĩ như vậy nè. Dĩ nhiên là Đình Phước phải có thần tượng và đam mê và thích một tiếng hát nào đó. Dĩ nhiên thôi anh. Rồi. Tại vì người ta đã thành danh thì bây giờ em này mê thích thì phải hát giống như rồi. Em thế đã từng mê nhạc của anh vậy đó. Và em đã hát nhạc của anh rất nhiều. Thấy không? Cho nên là mình mê người đó, mình hát ảnh hưởng một tí. Không sao. Rồi từ từ em mới lột xác được. Sau chương trình này nè, đêm mai đêm mốt thôi em sẽ hát khác. Chị bảo đảm. Và nếu có thể thêm được một chi tiết nhỏ đó, nghe lại những cái chữ nhấn nhá của mình. Cái chữ nào không quan trọng, đừng nhấn mạnh quá. Mà chẳng hạn, không cần lớn, nhỏ lại. Cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn anh Đức Huy. Trước tiên là Đình Phước có một hình dáng, một cái phong cách của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ khi bước ra sân khấu. Rồi cái điều thứ hai nữa là chị Ý Lan nghĩ rằng là em hát bài hát này rất tốt đó. Khi mà anh Đức Huy nói rằng em nhấn nhá nhiều hay là em hát nó quá nhiều cảm xúc, thì chị nghĩ rằng những cái chữ hát trong một câu của em đó, hầu như không có một câu nào mà em không có những cái chữ mà để em biểu lộ cảm xúc của mình. Nó trở thành cái chữ hát của mình đó, nó bị vỡ ra. Nếu mà lâu lâu một chút em cho một chút cái sự vỡ òa đó, nó sẽ cho cái người nghe, người ta cảm nhận được là cái nỗi đau ở trong em. Nó cũng có những lúc em giấu kín, rồi những lúc thì em tuôn trào ra. Còn đây đó, nếu mà em hát nó nhiều quá, những cái chữ để mà vỡ ra như vậy, làm cho cái bài hát nó trở thành như là người ta biết trước là em sẽ sắp sửa vỡ òa, ở những cái chữ nào sắp tới. Thành ra em để ý cái điều đó thôi. Thật sự ra bài hát của em đã chinh phục được sự thưởng ngoạn của chị Ý Lan. Cảm ơn em. Nguyễn Khánh hy vọng rằng ngày hôm nay với phần thể hiện rất là tốt của mình, nhưng mà bạn còn một số cái chưa có hoàn thiện, thì cứ yên tâm, và tuần sau chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, đúng không ạ? Và tôi tin chắc là bạn sẽ tỏa sáng hơn nữa ở những vòng sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ba vị giám khảo, và lẽ dĩ nhiên thì người mà cho điểm đầu tiên không ai khác phải là danh ca Thanh Hà. Mời chị. Chị phải đứng lên. Sao vậy chị? Nhìn em cho kỹ. Dạ. Ngoài đẹp trai ra em cười rất là duyên nữa. Anh nghĩ, em xin lỗi, anh nghĩ như thế này nè, em đến gần hơn. Em cảm ơn chị Thanh Hà với những cái lời nói của chị. Em có thể dành cho chị một không, cái nhưng mà đến gần quá dạ. Đó em. Đó, đó, gần một tí nữa đi em. Một tí nữa, gần lại nữa đi em dạ, dạ. Nữa tới, đi em. Tới nữa chị, đó, chị muốn đó. Em gần hơn. 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Thực sự không phải vì đẹp mà cho thêm điểm đâu. Tại vì hát tốt, hát hay. Điểm là điểm ca hát chứ không phải điểm đẹp. Bây giờ chúng tôi xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy, mời anh. Tôi gửi Đình Phước 9 điểm. 9 điểm. Xin mời danh ca Ý Lan. Ý Lan xin cho 9.5. 9.5 điểm. Xin chúc mừng bà. Dạ, em xin cảm ơn ba vị giám khảo. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Xin cảm ơn em. Thưa quý vị, tiếp theo trên sân khấu chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái đến từ Hà Nội. Một cô gái có một chất giọng vô cùng cao vút. Và đây cũng chính là một gương mặt đã đoạt được top 3 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2014. Mời quý vị sẽ cùng đến với một tác phẩm nước ngoài nổi tiếng, Chiều Đông Moscow. Và hãy cùng chào đón trên sân khấu phần biểu diễn của Nguyễn Phương Anh. Có thể nói trong khoảng thời gian này thì Phương Anh đang rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một tổ ấm nho nhỏ với hai nhóc cũng đã lớn, cộng với sự ủng hộ của ông xã, thì có những thời gian rảnh ông xã thường cùng với Phương Anh đưa hai nhóc đi chơi và hộ tống cho Phương Anh đi diễn nữa. Khá lâu rồi Phương Anh luôn luôn nung nấu được quay trở lại sân khấu, và khi mà Phương Anh nhận được lời mời tham gia chương trình Người Hát Tình Ca phiên bản ca sĩ thì Phương Anh đã cũng đắn đo khá là nhiều. Phương Anh muốn lựa chọn cho mình một cái chương trình nó phù hợp, và có lẽ chương trình Người Hát Tình Ca là phù hợp với Phương Anh ở thời điểm hiện tại cũng như là dòng nhạc mà Phương Anh đang theo đuổi. Chính vì vậy Phương Anh hy vọng rằng khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ và cổ vũ cho Phương Anh. Là những cơn mơ niềm thương nhớ còn đâu nữa những phút giây này. Xin em, thêm một lần nữa, dù vẫn biết mai là giã từ. Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ rộng tình yêu là những cái lẽ. Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ dẫu tình yêu là những cái mơ. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chiều Đông Moscow với phần thể hiện của thí sinh Nguyễn Phương Anh. Và bây giờ là 15 giây dành cho khán giả để dành những số điểm dành cho thí sinh này. 15 giây bắt đầu. Xin cảm ơn khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Đầu tiên xin mời danh ca Ý Lan. Mời chị. Phần trình diễn của Phương Anh rất là đặc biệt trong tầm nhìn cũng như tai nghe của chị Ý Lan. Cảm ơn em đã cho một bài hát và một phần trình diễn rất là vừa vặn. Ngay cả về phần kỹ thuật của em cũng rất là đặc biệt, rất là hay. Em đã kiểm soát được những cái nốt cao, những nốt to và những nốt nhỏ. Những cái cách hát của em đưa cái cảm xúc nó dồi dào nhưng nó không bị quá tải, nó vừa phải. Đối với chị, bài hát vừa qua em hát phải nói dùng hai chữ hoàn hảo trong tai nghe và mắt nhìn của chị. Cảm ơn em. Xin cảm ơn chị. Thế còn với nhạc sĩ Đức Huy? Tôi có 4 chữ dành cho bạn. Hát hay, hát đẹp. Hát hay, hát đẹp, 4 chữ. Hát hay có nghĩa là kỹ thuật tốt. Hát đẹp có nghĩa là có cảm xúc, và cái cảm xúc đó thuyết phục được người nghe. Và tôi nghĩ là cái phong cách của bạn đã là phong cách của một ca sĩ chuyên nghiệp. Đúng rồi. Đúng đấy, em đang muốn nói câu đấy anh dành của em mất. Xin chúc mừng màn trình diễn thật tuyệt vời. Em xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ anh Huy anh đã dùng mất cái từ của mình rồi, thôi mình dùng cái từ khác. Dĩ nhiên. Xin mời danh ca Thanh Hà. Trước tiên á, khi em bước ra sân khấu này, cái thần thái của em làm chủ nguyên cái sân khấu này. Và cái thần thái đó nó đã đưa cái tiếng hát của em hòa quyện với ban nhạc. Em hát rất là thoải mái, thông thả. Và cái chị thích nhất ở em là gì? Em nhấn nhá và có đôi khi gần như em nói một hai chữ thôi. Cảm ơn chị. Vậy cho chị đưa điểm trước được không? Dạ được, xin mời số điểm của danh ca Thanh Hà. Nhưng mà ở đây chị cho 1 con 10 không có được. Cho thêm 2 con 10 được không? Không được chị. Như vậy điểm số của danh ca Thanh Hà là 10 điểm, xin chúc mừng. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. 9.5. Tại sao? Anh khen quá trời khen mà còn 9.5. Dạ. Chị hiểu anh Huy nhất luôn á. Là tại vì sao? Biết anh Huy quá nhiều năm, khi nào anh cũng nhín lại một tí. Không phải là mình không hay, không đủ, nhưng mà anh muốn làm cho bạn coi như là tuần sau đó bạn lên trên mây luôn đó. Chị ơi, nhưng mà hát hay, hát đẹp được còn cái gì nữa mà lên trên mây. Không phải, tại vì tánh ảnh hạ như vậy đó, không có sao đâu. Nhưng mà đối với thực sự là trong lòng là 10 nhá. Yeah. Nhưng mà lúc nào cũng nhín lại một tí lại như vậy chút, đó. Đúng không? Dạ. Đó. Vâng. Như vậy thì lần sau Phương Anh cố gắng chinh phục được anh Huy. Anh hay nhín lại một chút lắm. Dạ. 9,5. Xin chúc mừng. Xin mời danh ca Ý Lan. Với chị Ý Lan thì chị Ý Lan cũng đã nhín rồi đấy. Nhín một tị lại trở lại rồi đó. Tại vì nếu mà chúng ta có cái con số hơn số 10 thì chắc chắn là em phải được con số hơn số 10. Bây giờ không có cách nào nữa cả. Thành thử ra phải nhín lại. Thành ra em được số 10 ạ. Ê, xin ơi, chúc mừng. Em không chịu. Tại cái chiêu đó của em đã xài nãy rồi. Mọi người em làm em số 4, số 5 mà vừa mới dùng hồi nãy á chị. Là sao chị không hiểu? Tức là cái kiểu mà đi vòng vòng rồi cuối cùng nó ra cái con số đó là chị Hà chị dùng trước đó. Kiểu mà họa sĩ màu mè. Mình lại không để ý cái điều đó, sorry. Thôi bây giờ chị cho 20 giống em đi. Yeah. Thì đấy mà người ta ban tổ chức cũng lấy được 1 con 10 thì đó rồi, chúng ta lấy được 1 con 10. Nhưng mà tính đến hiện giờ là Phương Anh cho đến tạm thời chưa biết khán giả sao, nhưng mà đang là người có số điểm cao nhất, 29,5 điểm. Xin chúc mừng. Một lần nữa Phương Anh xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, trước khi đến với kết quả cuối cùng trong ngày hôm nay, kết quả mà chúng tôi lấy được từ 100 khán giả có mặt tại trường quay, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục. Đây cũng là một món quà của giám khảo khách mời trong ngày hôm nay gửi đến quý vị. Một giọng hát của một nữ ca sĩ mà Nguyên Khang phải nói là rất nhiều mỹ từ để dành cho chị. Trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm và thu hút. Mời quý vị sẽ cùng đến với một giọng hát đã hơn 20 năm chinh phục trái tim của khán giả yêu nhạc với một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Đừng Chúc Em Hạnh Phúc. Xin được giới thiệu danh ca Thanh Hà. Vẫn không hiểu đã sai điều gì khiến anh lạnh lùng rồi thay đổi. Nghìn trùng xa xôi chiều đôi ngăn cách hai con người, chính ở trái tim không còn yêu. Đừng chúc em mãi em thương em yêu một đời là anh đó. Đừng nói anh rất buồn, nói anh cùng tổn thương một người khi muốn ở lại thì đã ở lại. Không hiểu đã sai điều gì khiến anh lạnh lùng rồi thay đổi. Nhìn trông xa xôi chia đôi ngăn cách hai con người, chính ở trái tim không còn yêu. Đừng chúc em mãi hạnh phúc, em thương em yêu một đời là anh đó. Đừng nói anh rất buồn, nói anh cùng tổn thương một người khi muốn ở lại thì đã ở lại. Thôi đừng nói nhiều lời, em đã đau nhiều rồi. Hạnh phúc em thương em yêu một đời là anh đó. Đừng nói anh rất buồn, nói anh cùng tổn thương một người khi quý vị, Đừng Chúc Em Hạnh Phúc với danh ca Thanh Hà. Xin cảm ơn quý vị. Hay quá. Đây là ca khúc mới của chị đúng không? Đây là ca khúc mới mà Thanh Hà được Nguyễn Hồng Thuận sáng tác riêng cho mình. Vâng. Vâng. Đây có phải là lần đầu mà chị hát ca khúc này trên sóng truyền hình không? Đúng rồi, lần đầu tiên hát trên sóng truyền hình. Dạ, vâng. Như vậy là đây là lần đầu tiên và show đầu tiên. Vâng, quý vị cùng nghe ca khúc Đừng Chúc Em Hạnh Phúc. Và ngồi dưới thì Nguyên Khang bị nghẹn ngào bởi ca khúc này, tại vì nó hay quá, nó nức nở quá, và lại là thần tượng của mình hát nữa thì lại càng rất là yêu mến, đúng không? Dạ, bây giờ là số điểm của nhạc sĩ Đức Huy và danh ca Ý Lan dùng cho Thanh Hà đó. Xin miễn này. Dạ, em cảm ơn anh à. Em có mua mì đó, lát nữa em tặng anh. Yeah. Một lần nữa xin chào một tràng tay cho danh ca Thanh Hà. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Xuất sắc. Một lần nữa chúng tôi xin mời ra sân khấu các thí sinh Lê Ngọc, Ngọc Khánh, Công Toại, Lan Anh, Khắc Minh, Ngọc Hương, Đình Phước và Phương Anh. Xin mời. Và bây giờ sẽ là số điểm của khán giả có mặt tại trường quay. Thưa quý vị, tổng điểm của ban giám khảo cùng với 100 khán giả sẽ được quy đổi thành tổng điểm cuối cùng. Và người giành chiến thắng có số điểm cao nhất trong ngày hôm nay không chỉ giành được chiếc vé bước vào vòng trong, mà bạn sẽ cùng với tất cả những thí sinh còn lại của chương trình Người Hát Tình Ca 2017 sẽ làm một việc vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi sẽ cùng với các bạn thí sinh sẽ lập lại máy tôn cho những người dân nghèo khó, có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ Nguyên Khang xin được công bố số điểm của khán giả dành cho các bạn, cũng như là tổng điểm cuối cùng. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với số điểm đầu tiên. Khán giả dành 29 điểm và tổng điểm là 74,02, đứng ở vị trí thứ 8. Xin chúc mừng Ngọc Khánh. Thưa quý vị, điểm khán giả là 33, tổng điểm là 81,33, đứng ở vị trí số 7. Xin chúc mừng Lệ Ngọc. Tổng điểm khán giả là 38. Tổng điểm của khán giả và ban giám khảo là 82,25, đứng ở vị trí số 6. Xin chúc mừng Khắc Minh. Điểm khán giả 47, tổng điểm 85,52, đứng ở vị trí số 5. Xin chúc mừng Lan Anh. Điểm khán giả 39, tổng điểm 87,40, đứng ở vị trí số 4. Xin chúc mừng Công Toại. Như vậy chúng ta chỉ còn 3 cái tên: Ngọc Hương, Đình Phước và Phương Anh. Hãy cùng xem số điểm của các bạn như thế nào nha. Thưa quý vị, điểm của khán giả 44, tổng điểm 89,01, đứng ở vị trí thứ 3. Xin chúc mừng Đình Phước. Bây giờ chỉ còn có Ngọc Hương và Phương Anh. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong đêm nay? Thưa quý vị, một người được 47 điểm với tổng điểm là 91,06 và một người được khán giả giành 44 điểm nhưng tổng điểm là 93,17. Một người ở vị trí thứ nhất và một người ở vị trí thứ nhì. Chúng tôi xin chúc mừng người ở vị trí thứ nhất. Điều đó có nghĩa là người còn lại ở vị trí thứ nhì. Ở vị trí thứ nhất và giành chiến thắng trong ngày hôm nay, xin chúc mừng Phương Anh. Xin chúc mừng Phương Anh. Và như vậy Ngọc Hương với 91,06 điểm đứng ở vị trí thứ nhì. Xin chúc mừng Ngọc Hương. Thưa quý vị, như vậy người giành chiến thắng trong đêm nay sẽ nhận được một cái đặc quyền, đó chính là một cái thẻ ưu tiên miễn tái đấu. Có nghĩa là nếu như Phương Anh rơi vào cái vòng tái đấu cùng với những thí sinh, bạn sẽ sử dụng tấm thẻ này để giúp cho bạn vượt qua được vòng ấy và thẳng tiến bước tiếp vào vòng tiếp theo. Và ngay bây giờ xin gửi chiếc thẻ ưu tiên miễn tái đấu dành cho Phương Anh, người giành chiến thắng trong đêm nay. Xin chúc mừng Phương Anh. Thưa quý vị, như vậy vòng đầu tiên của chương trình Người Hát Tình Ca 2017 cùng với 8 thí sinh của bảng A của chúng tôi đã khép lại tại đây với chiến thắng dành cho Nguyễn Phương Anh đến từ Hà Nội. Và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ 8 thí sinh của bảng B. Họ cũng sẽ lộ diện với quý vị, giới thiệu mình là ai Kính thưa quý vị, chương trình Người Hát Tình Ca 2017 do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với M&T Pictures thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Như vậy là 8 thí sinh đầu tiên chính thức lộ diện. Họ đã mang đến sân khấu Người Hát Tình Ca những màu sắc hoàn toàn riêng biệt. Với tổng điểm khán giả và ban giám khảo cao nhất, thí sinh Phương Anh đã giành chiếc thẻ ưu tiên đầy quyền lực. Tuần sau, 8 thí sinh còn lại bước vào vòng chào sân. Đó sẽ là những tiết mục chào sân vô cùng hấp dẫn và đầy màu sắc. Cùng với đó là những gương mặt hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông, trời buồn tình âu, trời đêm bao tố. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Chị nghe cái bài hát này của em, chị cảm thấy rằng là nó có một cái sự yên bình. Điểm mà chị thích nhất là nhịp em rất là chắc. Cái phần trình diễn của bạn nó cho tôi cái cảm tưởng như là tôi đang xem một màn biểu diễn.